Và bây giờ thì trọng tài Ngọc Hải đã cho trận đấu chung kết được bắt đầu. Và sự căng thẳng của trận chung kết như thường thấy không chỉ chúng ta. Tình huống triển khai phản công đầu tiên của các thủ của nhóm Tào Vàng. Wow. Một chút xíu nữa thôi thì coi như không được. Vâng, bây giờ thì có những đóng bóng. Có làm gì? Hoàng Giang. Vâng. Điểm này đã phá ra trận của Hoàng Giang. Và chuyền bóng bất cần của thủ thành Việt Nam. Coi như Nam Minh đã qua được cơn sóng gió lớn nhất. Một tình huống đá phạt cho Công Anh và đội trưởng này đó chính là Hoàng Duy Tuyến ơi. Vâng, những pha phối hợp hết. Tất cả quý vị khán giả trên sân chúng ta cùng dành chào pháo tay cổ vũ cho hai đội. Một pha bóng hết sức, sóng gió trên nhịp độ đang diễn ra quá cao trên sân. Liên tục là những tình huống đá bóng vào phần cá nhanh Tuyến ơi. Chúng ta có thể thấy những pha phối hợp hết sức nhuần nhuyễn từ tuyến 2, tuyến 1 của đội Vô Nhiễm. Và các bạn lại là một tình huống nguy hiểm tiếp theo mà các cầu thủ áo đỏ tạo ra. Của anh rất thành công trong lĩnh vực Hoàng Giang. Quá nguy hiểm. Vâng, chúng ta có thể thấy những pha tuốt bóng hết sức là có lực nhưng mà khó chịu. Một chút xíu nữa thôi này là hòa không. Vâng. Thời gian của những phút thi đấu chính thức cuối cùng là một trận đấu này đã trôi qua. Và chính thức không này thì bài cũng đã được bắt đầu. Mọi còi cũng đã được bắt đền từ trong tay thi đấu thường niên các năm để cho quá đầy đủ của Hoàng Nhất đưa ra. Và đây là bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay của Hoàng Nhất trong vai trò khoác áo của các thủ môn nhất. Của Tuyền Idol.
Tại một tình huống đá biên về phía sân nhà tiếp theo. Cho riêng mình. Dầu Nhiễm